Hello, xin chào tất cả quý vị và quý bạn. Buổi tối nay Tiến Vi sẽ này tiếp tục lên một cái video để giới thiệu cho các bác là những cái côn loa chép, lá côn loa chép của loa VRX thôi nhé. VRX 112115, TR125, TR225, MDD25. Nói chung là những cái dòng thùng nỉ VRX. Đó các bác. Thì hôm trước Tiến Vi nó về được có mấy đôi thôi, thì bán hết rồi. Thì hôm nay nó về thêm được độ 5 đôi nữa, 5 hay 6 đôi gì đấy. Tại vì những hàng e-bay này gửi từ đầu năm nữa, nó lúc nó có hôm về được, hôm không được về được. Thì đây em hướng dẫn các bác luôn là cách thay côn như nào. Đây là chiếc xếp của khách này, mang đến này cho em này, làm là cho bác cái ấy. Thì em cũng chỉ hướng dẫn thôi, chứ còn để thay em của tao thợ cũng thay được. Đây chiếc lá côn đó nhá, lá côn, cả cái lá bằng titan này, cả côn này. Đó, đây là hàng ship từ e-bay về các bác nhá. Các bác đừng hỏi hiện tại bây giờ nó sản xuất ở đâu nữa, 100% hiện tại bây giờ nó sản xuất ở bên Trung Quốc đấy, chứ không ngày xưa nữa mà nó lại sản xuất ở bên Mỹ đó. Thì đây là chiếc xếp 2412 này, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ em 2412 nó như này, của nó như này các bác nhá. Đấy, của nó như này, đúng không? Đây, bình thường chiếc của bác là nó nguyên bản như thế này. Đó, nó nguyên bản như này. Đó, bay bốn nó thay, nó tháo water pit bốn nóc này ra, nhấc này ra. Đấy. Thì ở đây nó có cái màng cũ của nó, thì bóc cái bóc đi nha, bóc cái màng cũ đi, cái màng kia cũ á, bóc bỏ đi. Đấy, nó có cái ngấn này. Đây nó có cái ngấn này, các bác nhìn ngấn chưa? Đấy. Các bác đặt cái này lên dán vào là được thôi. Đó, đây em quay bác này. Nó vừa in luôn, in nắn luôn các bác nha, dán bằng cái con chó đấy, khít khịt luôn, các bác nhìn chưa, khít khịt khịt luôn nha. Xong đó hai cái đầu tóc này đây, khít khịt luôn. Cái đồ của nó thì nó vừa zin zin luôn các bác nhé, không cần lăn tăn gì nữa đấy. Còn hai cái đầu này thì các bác hàn hai bên đó, đầu tóc này. Đây em qua một tay cầm điện thoại quay, một tay chỉ các bác thì nó hơi khó, thì các bác thông cảm cho em Tiến nhé. Các bác mà xem video thấy hay thì nhớ cho em Tiến một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ thật nhiều cho Tiến Vi các bác nhé. Đó, còn có một cái bác là văn xong cứ điện mãi nhắn tin mãi hỏi 4 ôm hay 8 ôm, thì thực tế ra ở trên cái côn đó, là nó không đề. Đấy, còn côn thì nó nắp vừa in như này luôn, zin zin này nhá. Đấy, đi thì là chỉ hàn hai đầu cái tóc này vào thôi là ok, không có là úp vào đây là xong. Đấy, còn cái côn loa đây em đặt này, ở đây là vừa tin gì này, đấy, khít khít luôn đấy, in nắn luôn đó nha, in nắn luôn. Bây góc đó cái đo đồng hồ điện vào đây quẹt quẹt pin này nó kêu rồi đấy. Thì những cái đề là đa số là em không lấy về đâu, nó không đáng bao nhiêu tiền cả. Đấy, nhiều bác bảo là bây giờ chết không mẹ nào mua được cái côn này. Nhiều bác trong làm đi là TV cho rất nhiều lần bảo lấy hộ cho một đôi, bảo lấy một đôi thì gửi e-bay với tiền ship thì biết bao tiền. Mấy em lấy đây là độ chục, con chục đôi thì nó gửi trước về mấy đôi bài bán hết rồi. Đây vừa về xong rồi. Ở đây em hướng dẫn qua quay thôi, còn các bác nào khéo tay làm thì làm được, mà không khéo tay thì mang cho thợ họ dán cho các bác nhá. Thì họ dán keo con chó vào, cái keo bằng vàng vẫn đầy của mình nhà mình ấy. Thì họ hay dán cái mâm côn vào đây. Đó, khí thiên khịt luôn. Cái đồ của nó mà, nó vừa tin luôn đúng không? Đây, thập hết vào rãnh luôn. Đây, các bác không hốt lệch côn gì hết. Côn thay cực dễ luôn, tại vì nó có cái ngấn này. Đấy, tin cái gì này này. Đó. Hiện tại bên Tiến Vi đang bán cái côn này là giá 350.000 là hai chiếc này, còn là một đôi các bác nhá. 350.000 là hai chiếc là một đôi. Và không có bao ship gì đâu. Đồ này Tiến Vi chỉ mua đỡ được các bác thôi, chứ không có bao ship nhất gì đâu cho các bác nhá. Ship thì là ship nhanh, nó chỉ mất độ 15-20.000 thôi. Đó. 350.000 một đôi. Đấy. Đấy, như này, vừa pin thì này luôn. Còn nhiều bác có hỏi là mấy ôm thì các bác vào Google, vào Google tra. Còn hiện tại em mua bên e-bay về này, nó cứ đưa này thôi, nó không có đề ôm các bác nhá. Còn mà muốn biết ôm á thì là phải đo, thì
mang ra thợ nó có đồng hồ số nó đo thì mới biết được, chứ còn nhà anh em không có đồng hồ. 350.000 hai chiếc đấy, bác nào mà có mua thì sớm với tí mi cũng có mấy đôi thôi, 350.000 thôi mà không bao ship đâu nhá, nhớ là không bao ship đâu. Bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ sớm với tí mi theo số điện thoại là 0948 388 448, tiến với ở thị trấn Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc các bác nha. Đấy, các bác thân video hay thì nhớ cho em tiến một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ thật nhiều cho tí mi. Thank you bác rất nhiều, và theo hết video của tí mi.